Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Tâm, chú ở TP Biên Hòa, số tiền 9 triệu đồng về hành vi dùng chân điều khiển xe máy gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Facebook. Vào ngày 13 tháng 10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm dùng chân phải điều khiển xe máy trên đường. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin và xác định. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10, Tâm điều khiển xe mô tô trên tuyến đường Hà Huy Giáp theo hướng công viên Biên Hùng Mũi Tàu. Khi đến đoạn phường Quyết Thắng TP Biên Hòa, Tâm đã dùng chân phải gác lên ghi đông để điều khiển xe máy. Cùng lúc này thì Xuân Tiến là bạn của Tâm chạy xe máy bên cạnh và lấy điện thoại ra quay clip đăng lên Facebook cá nhân. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua test nhanh, Công an TP Biên Hòa xác định Tâm dương tính với chất ma túy. Bước đầu, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an TP Biên Hòa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Tâm 9 triệu đồng với các lỗi như điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe và dùng chân điều khiển xe máy. Ngoài ra, Công an TP Biên Hòa cũng đã ra quyết định xử phạt bổ sung số tiền là 1 triệu 400 nghìn đồng đối với chủ phương tiện và giao xe cho người không có giấy phép lái xe.